đi của em. Sống uống bia đời không có nể. Ôi dạ 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 dạ. Ba đàn ông trai bắt phụ nữ tôi uống bia. Ê cái thằng này đâu tới vậy? Bình tĩnh người anh em. Thì bình tĩnh vậy mày kêu tao ra cứu. Bình tĩnh đang tập múa ở nhà. Thì hồi nãy cái anh này lạ, giờ quen rồi, tình thế bắt buộc. Cậu xuống đi rồi tao nói cho nghe. Rồi giờ cần cứu không? Ủa rồi em kêu nó tới cứu hả? Thì nói gì thôi chứ em mà không kêu nó vậy lấy gì nó tới. Tôi đi về em ơi, xàm ơi. Thôi ngồi xuống đi, đến dễ chứ về khó nha. Con khùng. Sao chưa đánh chưa biết bạn, mời bạn uống ly. Ông chủ cho cái ly ơi. Ông ơi tôi muốn mấy này đâu ơi, hại lắm. Tôi sống heo thầy. Bia đây, bia đây. À, xin lỗi anh, món độc nó ra hơi trễ. Ô, nem chua à? Dạ, chính nó ấy. Tự tay ra chỗ làm cho đúng gu tôi ấy. Món tủ nha. Ờ, mình có lên bia nữa không anh? Ờ, lên chứ, sao không? Ok, lên. Ok. Ủa rồi không về nữa hả? Nể mấy cái nem chua nè lại. Nem ngon thầy có không anh? Good, good, good. Ba, sáng giờ tao đi toilet quá trời. Vô bụng tao lắm, ham ăn. Giờ coi lại mình đi, ai ham ăn hơn ai? Mà tao không như mày, cái nào thích tao mới ăn. Còn mày cái giống gì mày cũng đưa vô họng mày được hết. Ủa vậy hả? Ủa tao cũng ăn mà, sao tao đâu có bị gì đâu. Sao mày bắn pháo bông đùng đùng hoài vậy? Ủa mày không bị gì thiệt luôn? Thì cũng có, ra vô toilet được một hai lần thôi. Mà tao đâu có dùng thuốc giống như mày. Không ổn mà. Tao phải đi nữa. Thằng này xấu bụng thiệt chứ. Bệnh lại coi chừng rớt. Mày làm cái gì thấy ghê vậy? Ổn không? Ui. Còn thở không? Mở cửa đi. Có sao không nhở? Vinh! Ô, nay sang dữ ta. Ủa, tỉnh rồi hả? Tưởng đi luôn rồi chứ. Đó, mày bây giờ. Mà tao làm ở đây lâu chưa? Cũng được vài tiếng rồi. Mà mày phải cảm ơn tao nha, vì tao đã đưa thuốc cho mày. Rồi còn đưa mày vô bệnh viện kịp thời nữa. Nếu mà không có tao là giờ mày nằm ngoài đồng chứ không phải nằm đây đâu. Cái miệng mày giỏi quá ha, có ngày tao đập vô trong mỏ mày đó. Trời ơi, em không biết cảm ơn người ta mà còn hả hù dọa người ta, hành hung người ta giận như vậy. Khoan. Định xin lỗi tao đúng không? Xin vô mặt mày. Bác sĩ đó tao bị gì vậy? Bị ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc là sao? Cụ thể đi, con này nói gì vậy? Là ngộ độc thực phẩm ở trong cái bụng của mày có cái chất gì đó nó không có tan được mà chóng nó ngộ độc bào mòn á. Thì nói cụ thể gì đi. Ủa mày hiểu hả? Ừ. Tao còn không hiểu tao nói gì. Nhanh đi. Trời ơi. Đi. Nè. 13 canh. 13 canh là nhiêu cha? Là 13 ngàn. Nói luôn đi. Sao mày mua mấy chục về mà ăn dần đi, rẻ mà. Trời ơi, ăn hết tao qua tao mua thêm, mua để cả đống cả lạng đó, không ăn nó hư sao? Dễ gì hư. Mà thôi tùy mày, tao vào bán hàng, tiền. Thiếu, à? Để trả. Nè mày nhìn xem đi, nem của mày á, lá thì úa, không có bọc ni lông, không có vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn nem của tao nè, lá thì tươi xanh. Nè, mày xem đi. Nem của tao mua 70 ngàn một chục. Còn của mày có 13 ngàn một chục à. Mới hỏi có nhiêu mày chửi dữ à. Thì mày có mua hay không? Mày không mua thì thôi mày đi đi. Mua. Thôi bà ơi, ba cái bị thúi thì tôi mua cỡ 5 ngàn ký à. Tôi không mua cũng ai đâu mua. Xời, mày lầm rồi. Lát nữa nhà làm nem ra lấy là không tới lượt mày đâu nha. Thôi bà lấy bà ăn của mình. Thôi, bảo mua bán em đi, em mua cho. Mình lập ngàn ký em cũng. Nè, bán luôn. Đã nói để bị bán rồi còn
bà còn bán hết nữa, làm ăn mất uy tín. Thì ta lỡ rồi, với lại thịt để xíu nữa là nó hôi thối thấy ghê lắm. Để chứ xíu nữa heo nó còn chơi. Mà sao mày hay lấy mấy cái này quá vậy? Thì tôi có cách xử lý hết. Mai nhớ để nhá. Tiền thì chuyển khoản sau đi. Nhớ rồi. Mày biết tin gì chưa? Tin gì? Thằng Vinh nó bị Tào Tháo nhập viện luôn. Nó nói là do ăn nem chua của mày đó. Mày tin cái miệng nó chứ mày ăn có bị cái gì không? Không, tao cũng không tin. Nhưng mà nó nói là nó có bằng chứng. Mày mà không chứng minh được hả là mày chết nha con. Dạ, kỳ ngày không sợ chết đứng. Mày có tin tao không? Không, tao chỉ tin những cái gì tao thấy thôi. Được. Đó, mày nhìn xem, nguyên liệu người ta sạch như thế này. Mày lấy điện thoại ra chụp mang về cho nó coi. Đâu giờ mày làm thử tao coi coi. Đó, mày làm mà mày không đeo bao tay, dơ phải rồi. Quên đi làm gì căng giờ, vô lấy. Theo như kết quả xét nghiệm thì trong nem có chứa rất nhiều oxy già, chất không được sử dụng trong thực phẩm. Ngoài ra nồng độ hàn the còn vượt quá mức cho phép nên lại dẫn đến khó tiêu. Sau khi ăn món tủ nem chua quá nhiều ở quán Ken, tôi đã bị ngộ độc. Như lời Thương nói, bác sĩ nói trong bao tử có thức ăn vón cục không tiêu, có hàm lượng oxy già gây bào mòn. Tôi chưa chắc chắn là do nem chua của Ken. Bị ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc sao? Cụ thể đi, con này nói gì vậy? Là ngộ độc thực phẩm là trong cái bụng của mày có cái chất gì đó nó không có tan được mà chóng mới ngộ độc bào mòn á. Nên tôi đã qua mua lại để về làm xét nghiệm. Nhưng tôi đã bất ngờ với giá là 13.000 với 10 chiếc nem chua. Vì hôm bữa tôi ăn nhiều nên tôi không để ý giá. Khi tôi mang ra chợ thì người bán nem đó là giá thành phải 70.000 một chục. Nhưng khi tôi mua ở Ken chỉ với 13.000 một chục. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ chất lượng nem chua của Ken vì giá thành quá chênh lệch. Nem của mày á, lá thì úa, không có bọc ni lông, không có vệ sinh an toàn thực phẩm. Nem của tao mua 70.000 một chục, còn của mày có 13.000 một chục à. Tôi thấy chị ba cãi lộn với chị bán thịt khi trả giá về chỗ bị ội thiêu. Chị bán thịt nói là bà không mua thì chỗ làm nem cũng mua. Tôi đã tới mua hết chỗ bị đó với giá cao hơn và chờ qua là người tới mua bị về làm nem. Đúng như dự đoán, Ken đã tới lấy bị nhưng tôi đã mua hết. Ken còn nói là bị coi theo thế nào cũng xử lý được. Đã nói để bị bán thì còn bà còn bán hết, làm ăn mất uy tín. Mà sao mày hay lấy mấy cái này quá vậy? Tôi có cách xử lý hết. Mai nhớ để nhá. Tôi đã thử làm thí nghiệm ngâm miếng bì ở thiêu trong oxy già. Chỉ sau 10 phút, miếng bì đã trắng phau. Tôi đã nhờ Thương qua tung tin là tôi đã nghi Ken làm nem chua bẩn khiến tôi ngộ độc và buộc Ken phải chứng minh mình trong sạch. Ken cho Thương coi những nguyên liệu làm sạch nem đã qua xử lý. Thương đã bí mật đặt camera để quay lại. Thêm xác nhận bên công an về thành phần nem chua của Ken có chất phụ gia cấm trong thực phẩm là oxy già và hàng thay quá liều lượng. Ủa, mà anh vô đây làm gì à? Tôi có này cho anh coi. Hết chói luôn. Anh vi phạm pháp của anh đã bị tôi phát hiện. Bây giờ mời theo chúng tôi lên phường. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Nem chua là loại thực phẩm lên men sống, ăn trực tiếp nên cẩn thận trong khi sử dụng, không nên ăn quá nhiều. Khi mua nem chua cần cẩn thận, không nên tham rẻ mà mua nem chua kém chất lượng gây hại cho sức khỏe. Phát hiện cơ sở sử dụng chất phụ gia cấm để làm thực phẩm vì lợi nhuận gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng, hãy báo ngay cho cơ quan công an để tiến hành điều tra và bắt giữ. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm.